Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc xe C200 Exclusive 2019 đang được trưng bày tại Thế giới xe Đức. Có lẽ để nói về những cái mẫu xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz thì chúng ta không cần phải nhắc tới cái phong cách thiết kế cũng như là những cái trang bị hiện đại được áp dụng trên xe. Ngay kể cả những cái mẫu xe nằm trong phân khúc hạng sang cỡ nhỏ như là GLA, C-Class có cái mức giá bán xem so với những mẫu xe trong phân khúc bình dân cỡ lớn, ví dụ như là Toyota Camry, Honda Accord và bất kỳ mẫu xe SUV nào có mức giá bán từ 1,3 tới 1,5 tỷ đồng đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe C200 phiên bản Exclusive đang được trưng bày tại Thế giới xe Đức được sản xuất vào năm 2019, đăng ký lần đầu tiên vào năm 2020, một đời chủ và đã chạy được khoảng 1 vạn rồi. Hiện nay thì nó đang nằm ở tại Thế giới xe Đức và được chào bán với mức giá là 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ rằng là với mức giá bán trên thì chúng ta vẫn có thể là trao đổi và thương thảo được nha. C200 Exclusive là một trong những cái phiên bản nâng cấp của C200 thông thường và sự khác biệt so với C200 thông thường nó đến từ những cái phần chi tiết như là phần cụm đèn chiếu sáng, mặt ca lăng xe, logo, la răng xe và một chút ở phần đuôi sau. Nếu như phiên bản C200 thông thường được sử dụng cụm đèn chiếu sáng LED High Performance thì phiên bản C200 Exclusive được nâng cấp lên thành cụm đèn chiếu sáng multi-beam với 84 bóng LED và có khả năng chiếu sáng xa lên tới 650m. Đây là một trong những cái công nghệ chiếu sáng đỉnh cao nhất của Mercedes. Điểm thứ hai đó là phần mặt ca lăng mang nhiều sức ảnh hưởng của những mẫu xe đàn anh như là E-Class và S-Class. Có thể nói C200 thông thường thiên về góc độ là thể thao và trẻ trung thì C200 Exclusive là phiên bản nâng cấp để dành cho những vị doanh nhân và chủ tịch. Điểm nổi bật bên trong khoang nội thất của C200 Exclusive nằm ở toàn bộ phần không gian bên trong khoang cabin xe đều được sử dụng loại gỗ tự nhiên Open Power Nuts màu nâu. Tiếp tới chúng ta không thể không nhắc tới phần màn hình trung tâm giải trí 10,25 inch điều khiển bằng touchpad, điều hòa khí hậu tự động hai vùng Thermastic kết hợp với hệ thống lọc không khí Airplug, hệ thống âm thanh vòm Burmaster. Xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít tăng áp cuộn kép mild hybrid sản sinh ra công suất khoảng 184 mã lực kết hợp với cụm hộp số 9 cấp G-Stonic với 5 chế độ lái khác nhau bao gồm Comfort, Eco, Sport, Sport Cộng và E-Video. Còn nói đến những cái công nghệ hiện đại được trang bị trên những cái mẫu xe Mercedes, đặc biệt ngay kể cả trên C200 Exclusive, một trong những cái mẫu xe nằm trong phân khúc hạng sang cỡ nhỏ thì cũng được tích hợp rất nhiều những công nghệ hiện đại, ví dụ như là hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo mất tập trung hay là công nghệ hỗ trợ ổn định khi xe vào cua. Đó là những gì mà các bạn không thể tìm thấy ở trên những cái mẫu xe nằm trong phân khúc bình dân cỡ lớn như là Accord, Camry hay Mazda 6. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video giới thiệu về chiếc xe C200 Exclusive của Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video giới thiệu xe cũ tiếp theo.